What's up anh chị em? Cuộc tình dù đúng hay sai thì việc mà mình yêu lại từ đầu thì lúc nào cho mình một cái cảm giác nó hơi đặc biệt và cũng như là rất là lạ đúng không? Thì với cái chiếc Samsung Galaxy Note FE hay còn gọi với cái tên là Fan Edition thì cũng cho mình một cái cảm giác rất là đặc biệt. Lần này đập vào mắt mình ở cái phần vỏ hộp thì đây là cái trái tim màu xanh, nhìn nó rất là cực kỳ đáng yêu ý và dễ thương. Và ở mặt trước này thì chúng ta sẽ có thêm cái dòng chữ là Samsung Galaxy Note Fan Edition. Thì đây là một sản phẩm mà Samsung muốn dành cho các fan trung thành của Samsung, đặc biệt là dòng Note, muốn sở hữu cho mình một chiếc máy cao cấp nhưng mà mức giá thì rất là hợp lý, chỉ tầm khoảng 14 triệu đồng mà thôi. Đi kèm với đó nữa thì các bạn sẽ được nhận một bộ quà tặng cực kỳ là đặc biệt. Và nếu mà các bạn nào mà chúng ta quan tâm thì link mua hàng và đặt hàng cái chiếc Galaxy Note Fan Edition này mình sẽ cho bên dưới video, các bạn có thể xem ở H5 Mobile. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp luôn cho nóng. Cách mở hộp như thế này đây. Rồi sau đó các bạn sẽ tiến hành mở ra như thế này. Bên trong hộp chúng ta sẽ có chiếc Samsung Galaxy Note FE của mình. Và cái phiên bản mình có là màu Blue Coral, rất là đẹp, mình thích nhất cái phiên bản màu này, rất là sang trọng. Ngoài ra nữa thì trong hộp này của máy chúng ta sẽ có, để xem cái gì đây. Wow, mình thấy có một cái phụ kiện rất đặc biệt. Đây là lip cover. Lip cover này được làm màu xanh luôn, tông sẹt tông với cái màu máy của mình. Và mình có nghe nói thì với phiên bản màu đen thì cái lip cover này sẽ được làm màu đen luôn, rất là xịn. Ở chúng ta sẽ có cây để các bạn có thể chích sim này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái USB connector màu trắng. Còn đây là cục sạc nhanh cho đầu ra là 5V và 2A. Đấy, flash charge. Chúng ta sẽ có một cọng cáp USB Type-C được làm màu trắng luôn. Rồi, đây là cái đầu gấp notebook và cũng như là sẽ có rất là nhiều các notebook khác nhau để cho các bạn có thể thay thế. Cuối cùng trong hộp này chúng ta sẽ có tai nghe đến từ Samsung. Ok, trong hộp này chỉ có bấy nhiêu thôi các bạn. À quên, còn nữa, chúng ta sẽ có thêm một cái adapter chuyển từ cổng USB Type-C sang micro USB. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lọt siêu cái em Note Fan Edition này ra. Wow, rất là sướng. Yeah, màn ở trên mỏng vải. Rồi, cảm giác đầu tiên khi mà mình chạm vào cái chiếc Note Fan Edition này trên tay thì cực kỳ là sang trọng, đẳng cấp và nó cho mình được một cái cảm giác rất là sướng. Các bạn có thấy máy vẫn sở hữu một cái thiết kế kim loại nguyên khối với mặt trước và sau được làm bằng kính rất là sang trọng này. Và với phiên bản mình có là cái màu Blue Coral. Màu này là cái màu mình thích nhất trên tất cả các màu của Galaxy Note Fan Edition. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái phiên bản màu đen nữa. Nhìn rất là đẹp và nó nổi bật hơn nữa với cái phần khung được làm bằng một cái màu vàng, tạo nên một cái điểm nhấn cho chiếc máy này. Nhưng mà mình hơi tiếc một điểm, đó chính là cái phần viền camera này nếu được thì nó sẽ làm một cái màu vàng, nhìn nó sẽ đẹp hơn và nổi bật hơn rất là nhiều. Nhìn chung về tổng thể thiết kế của chiếc Note Fan Edition này nó cũng không có khác biệt gì nhiều lắm so với cái phiên bản trước đó. Thì chúng ta vẫn sẽ có một cái màn hình có kích thước là 5.7 inch và độ phân giải là 2K, sử dụng tấm nền Super AMOLED nên là màn hình hiển thị cực kỳ đẹp, sắc nét và cho một cái màu sắc nó rực rỡ trên một cái màn hình này. Ở phía trên này của máy thì chúng ta vẫn sẽ có camera trước có độ phân giải là 5 megapixel, loa thoại cảm biến. Và do chiếc máy mà đang cầm đến từ thị trường Việt Nam nên là các bạn có thấy sẽ có logo của Samsung ở đây. Phía dưới này vẫn là phím home, phím back và cũng như là phím đa nhiệm. Các phím thì được đặt nằm bên ngoài của màn hình. Đấy, ở mặt sau này chúng ta vẫn sẽ có camera chính có độ phân giải là 12 megapixel với khẩu độ f1.7, giúp các bạn có thể chụp ảnh cực kỳ là ấn tượng, lấy nét và cũng như là tốc độ chụp rất nhanh. Kế bên này thì chúng ta vẫn sẽ có đèn flash và cũng như là cảm biến đo nhịp tim ở đây, logo của Samsung. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có dòng chữ là Galaxy Note Fan Edition. Và với phiên bản dành cho thị trường Việt Nam thì cái chiếc Note Fan Edition này nó sẽ có 2 SIM, còn với thị trường Hàn Quốc thì chỉ có 1 SIM mà thôi. Nói về sức mạnh thì cái chiếc Note Fan Edition này của mình sẽ được trang bị con chip đến từ Exynos, đó chính là 8890, sẽ có 4GB RAM và bộ nhớ trong là 64GB.
chiếc máy này của mình sẽ có dung lượng pin giảm xuống còn 3200mAh nhằm giúp các bạn có thể đảm bảo sử dụng một cách an toàn với cái chiếc Galaxy Note Fan Edition này. Và có một điểm mới nữa trên chiếc máy này mà mình thấy đó chính là cái phần giao diện. Có thể thấy thì trên Note Fan Edition này thì nó mang một cái giao diện B nguyên từ Galaxy Note 8 xuống. Chúng ta vẫn sẽ có Bixby này, chúng ta sẽ có Samsung Pay này, sẽ có thư mục bảo mật và quà tặng Galaxy. Và đây chính là giao diện Samsung Experience đặc trưng đến từ nhà Samsung. Và cũng như là các sản phẩm khác của dòng Note thì trên cái chiếc Note Fan Edition này chắc chắn một điều, chúng ta sẽ có cái chiếc bút S Pen thần thánh và huyền thoại. Và cái chiếc bút S Pen này thì nó cũng được làm màu xanh san hô đồng màu với cái màu của máy luôn. Và mình đặc biệt thích cái bút này, nhìn rất là đẹp. Và nó thì vẫn sẽ có những cái tác dụng, ví dụ như giúp các bạn có thể tạo ghi chú nhanh này, hoặc là xem tất cả ghi chú này, hay là Smart Sister, hoặc là các bạn có thể screen grab, nghĩa là chụp màn hình sau đó viết lên đây, hoặc là các bạn có thể sử dụng dịch thuật. Và các bạn ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ còn thêm rất là nhiều những cái phím ở đây, ví dụ như phóng to hay là xem nhanh trên màn hình. Đấy, thì với những bạn nào mà chúng ta đã sử dụng quen với những sản phẩm dòng Note rồi thì mình nghĩ với cái chiếc Book X Pen này chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn một cái trải nghiệm tuyệt vời, và nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều trong công việc hàng ngày của chúng ta, hoặc là trong giải trí của các bạn. Các bạn có thể note ra lịch plan cụ thể chúng ta làm việc để tránh quên. Nhìn chung lại thì với cái chiếc Samsung Galaxy Note Fan Edition này sẽ là một chiếc máy hấp dẫn dành cho bạn nào mà chúng ta là fan của dòng Note và cũng như là fan của Samsung, muốn sở hữu cho mình một cái chiếc máy cao cấp, có màn hình lớn, có độ phân giải cao, có cấu hình mạnh, có cả bút S Pen, và nó sở hữu rất là nhiều những cái tính năng cao cấp khác nữa, ví dụ như chống nước chống bụi này, on well display hay là mở khóa bằng một mắt. Thì các bạn có thể quan tâm đến cái chiếc Samsung Galaxy Note Fan Edition này. Và hiện tại thì máy sở hữu cái mức giá mình thấy cũng rất là hấp dẫn, tầm khoảng 14 triệu đồng mà thôi. Tuy nhiên nếu bạn nào mà chúng ta đặt trước tại H5 Mobile thì sẽ nhận về cho mình bộ quà tặng cực kỳ là hấp dẫn. Và các bạn thấy cái chiếc Galaxy Note Fan Edition này như thế nào? Các bạn muốn mình làm gì với chiếc máy này, hoặc là so sánh với sản phẩm nào mà các bạn đang thắc mắc hoặc đang lăn tăn thì cũng có thể để lại comment. Nếu được thì mình sẽ thực hiện cho các bạn xem. Mình là Trọng Lê, rất là cảm ơn các bạn đã xem video này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Và nói cái cảm giác khi mà mình yêu lại từ đầu nó rất là tuyệt vời các bạn. Nhìn vào cảm thấy rất là thích, con tim mình đang rung động.